chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ hai ngày 17 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và một số nội dung quan trọng khác. Công tác giải phóng mặt bằng thi công cầu Tam Đô, hạng mục quan trọng trong dự án đường Tân Phúc - Võng Phan. Gương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên vừa qua. Tạm dừng hoạt động hơn 100 cơ sở thu gom tái chế phế liệu tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần tạm nghỉ để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết, sáng nay Quốc hội bắt đầu tiến hành đợt 2 của kỳ họp thứ 7. Tham dự phiên họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình đợt 2 kỳ họp thứ 7. Đây là lần thứ 3 chương trình được điều chỉnh bổ sung trong kỳ họp lần này. Về thời gian, đợt 2 của kỳ họp diễn ra từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 6, bổ sung thêm một ngày so với chương trình dự kiến trước đó. Ba nội dung được bổ sung là quyết định nội dung thuộc thẩm quyền cùng xem xét luật sửa đổi các luật liên quan đến bất động sản và dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Tại đợt 2 này, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nội dung quan trọng. Tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 17 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã phát biểu thảo luận về dự án luật công chứng sửa đổi. Đại biểu Đào Hồng Vận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng có ý kiến đóng góp vào dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp xem xét cho ý kiến về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ban hành quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ, lập quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị, ban hành quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách, ban hành quy định tổ chức hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh, dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc các thông số môi trường tự động liên tục cố định sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, sửa đổi bổ sung điều 1 quyết định số 2825 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, dự thảo các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sáp nhập 4 thôn để thành lập 2 thôn mới thuộc thị xã Mỹ Hào. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí thông qua nội dung ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh đây là nội dung các địa phương đang cần để thống nhất việc chi theo quyết định. Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp của Sở Tư pháp hoàn thiện văn bản để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm ban hành. Đồng chí cũng nhất trí với các nội dung ban hành quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách, quy định tổ chức hoạt động của bãi đỗ xe. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý việc ban hành phải giúp các tổ chức cá nhân hoạt động tốt hơn và đồng bộ với hạ tầng cơ sở. Nhất trí với dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc các thông số môi trường tự động liên tục cố định sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh. Chúng ta phải duy trì các hệ thống quan trắc, một cái này rất là quan trọng. Cái này mà không duy trì mà máy móc thì đầu tư rồi mà lại không duy trì, sau đó là các doanh nghiệp thì xả thải lung tung, thả trộm, rồi hai không đảm bảo môi trường, cứ xả thải mà mình không biết nguyên nhân tại sao. Để duy trì nó thì cần có định mức chi tiêu trong này. Tuy nhiên là sau khi mà có Sở Tư pháp có ý kiến hoặc là sau này có trên trung ương mà có các thông tư hướng dẫn bổ sung hoặc thay thế thì ta cũng điều chỉnh thay thế cho phù hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung điều 1 quyết định số 2825 ngày ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự thảo các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sáp nhập 4 thôn để thành lập 2 thôn mới thuộc thị xã Mỹ Hào.
Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về dự thảo các nghị định, quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Bộ Xây dựng trình bày dự thảo các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản gồm 7 chương 36 điều. Đại biểu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực kinh tế và bất động sản của Việt Nam đã tham gia góp ý nhiều nội dung, trong đó có bàn về cơ chế tín dụng, điều kiện pháp lý về kinh doanh bất động sản có sẵn và hình thành trong tương lai. Theo kế hoạch, sau khi và hoàn thành chỉnh sửa nghị định mới nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản mới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới có hiệu lực cùng thời điểm thi hành luật mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cầu Tam Đô qua địa phận xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi là một trong những nút giao thông quan trọng của dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đòi hỏi địa phương phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Gia đình ông Thiết là một trong 6 hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng cho cầu Tam Đô. Cuối năm 2023, gia đình đã nhận được thông báo thu hồi đất của huyện Ân Thi, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án bồi thường hỗ trợ. Điều này khiến cho gia đình có nhiều băn khoăn lo lắng, nhất là khi ngôi nhà đang ở sẽ nằm sát công trình thi công. Tất cả những hộ dân đây thì người ta đều là rất ủng hộ cái việc giải phóng mặt bằng thi công đường Tân Phúc - Võng Phan. Nhà tôi sát mấy lề đường như thế này, quá trình người ta thi công, người ta lu đầm rồi khoét móc thì nhà tôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đến nhà lớn này. Chúng tôi ở cũng không đảm bảo an toàn, nên đề nghị với cơ quan chức năng thẩm quyền ở trên là tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi. Công tác giải phóng mặt bằng đang gặp khó ở đầu cầu thôn Tam Đô. Khu vực này có 6 hộ dân, diện tích thu hồi là hơn 2.600 m². Tài sản trên đất ngoài cây trồng còn có nhà ở và nhiều công trình phụ khác. Có 2 hộ nếu thu hồi đất thì không có chỗ ở khác. Trong khi đó, tất cả diện tích này đều là đất giao trái thẩm quyền từ những năm 1990. Việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ sao cho đúng pháp luật nhưng cũng đảm bảo quyền lợi cho người dân là bài toán khó. Ủy ban xã cũng đã mời 2 lần về lên trên này để mà quán triệt và đưa ra những cái chủ trương để cho các hộ nắm bắt được. Ngoài ra thì tổ công tác cũng đã xuống tận các hộ, một là kiểm đếm, hai nữa làm công tác là tuyên truyền. Nhưng các hộ bây giờ vẫn đang quan tâm tới là cái phương án hỗ trợ đền bù khi các hộ là di rời ra cái vị trí khác. Cấp độ địa phương chúng tôi thì cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền là xem xét các cái cơ chế hỗ trợ cho người dân làm sao cho nó phù hợp. Trong khi đó, khu vực đầu cầu thuộc thôn Minh Lý, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Các hộ dân đã di chuyển hàng chục ngôi mộ về các nghĩa trang tập trung. Đối với gần 2.500 m² đất giao cho người dân thầu sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã đã vận động người dân chủ động thu hoạch nông sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với các trường hợp cấp đất trái thẩm quyền liên quan đến giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc - Võng Phan, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi - Phổ Cử đang tập trung rà soát nguồn gốc đất, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hướng xử lý, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa có kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Làng nghề Hòa Phong. Cụm Công nghiệp Làng nghề Hòa Phong được triển khai từ năm 2020 với quy mô tổng diện tích thu hồi dự án là trên 56.000 m², tổng số hộ dân có đất thu hồi là 31 hộ, trong đó có 25 hộ đã đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất cho chủ đầu tư, còn lại 6 hộ không phối hợp với các cơ quan chức năng để nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Trong thời gian qua, các cấp các ngành và xã Hòa Phong đã tuyên truyền vận động giải thích về chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như những lợi ích dự án đem lại, những thuận lợi khi nhận tiền hỗ trợ đền bù. Tuy nhiên, các hộ vẫn không đồng thuận. Để đảm bảo công tác xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong, Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 6 hộ gia đình trên với diện tích cưỡng chế trên 7.000 m². Dự kiến tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án vào ngày 28 tháng 6 năm 2024.
Với 48 điểm, trong đó toán 10, ngữ văn 9, tiếng Anh 10, em Nguyễn Đức Khôi lớp 9D trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ đã trở thành thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025 tại tỉnh Hưng Yên. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên nên ngay từ nhỏ Khôi đã được hun đúc niềm đam mê học tập. Liên tục trong 9 năm từ tiểu học đến trung học cơ sở, Khôi luôn đạt thành tích xuất sắc là cán bộ lớp gương mẫu. Năm nào Khôi cũng đoạt giải học sinh giỏi các cấp, nổi bật như huy chương đồng quốc gia thi tiếng Anh qua mạng, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán. Khôi không chỉ là thủ khoa đầu vào của trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm mà còn đứng đầu trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn toán và tiếng Anh do nhà trường tổ chức. Kỳ thi vừa rồi đối với em không có nhiều áp lực vì bản thân đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, đề thi cũng vừa sức với các thí sinh. Dù vậy, Khôi cũng thấy bất ngờ với điểm thi của mình bởi môn văn không phải là thế mạnh của em. Do đó, trong quá trình ôn tập, em dành nhiều thời gian ôn tập môn này. Em bắt đầu nghiên cứu lại, câu trả lời của em dần dần ngắn gọn, xúc tích hơn nhưng mà đúng vào trọng tâm của vấn đề hơn. Chính vì thế nên là em viết được chúng khá là nhiều ý trong cái đáp án ngữ văn vừa rồi. Hai môn toán và Anh thì rất tập trung vào bài giảng. Điều này thì khiến em hiểu và em ghi nhớ rất là tốt. Em hay lấy những cái đề mình làm rồi để em xem lại xem em sai sai những câu nào, để em rút lại ra những mình cho mình những cái kinh nghiệm. Đồng thời là trước mỗi kỳ thi thì em luôn luôn là thư giãn thoải mái, không quá áp lực. Sáng qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức lễ bế giảng lớp truyền dạy ca trù năm 2024. Lớp truyền dạy hát ca trù năm 2024 được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, thu hút 20 học sinh nhà trường tham gia bắt đầu từ ngày 24 tháng 3. Sau 12 buổi học vào chủ nhật hàng tuần, các em học sinh được các nghệ nhân dân gian truyền dạy những kỹ năng cơ bản của nghệ thuật hát ca trù như đàn hát chống phách, một số thể cách cũng như sử dụng trống trầu trong cầm nhịp và cầm trầu cho người hát ca trù. Một số bài được các nghệ nhân tập trung truyền dạy như Sẩm Huê Tình, bài hát Trúc Khổ, thể cách Ả Phiền 36 giọng. Lớp học đã xuất hiện một số em có năng khiếu trong việc thực hành bộ gõ như gõ trống trầu, gõ phách, năm khổ, hỗ trợ cho ca nương. Đây là năm đầu tiên lớp truyền dạy ca trù được tổ chức cho đối tượng là học sinh, giúp các em biết đến nghệ thuật ca trù cũng như có ý thức gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu học và chơi của trẻ em trong dịp hè, năm nay tại thành phố Hưng Yên, một số đơn vị trường học, trung tâm kỹ năng sống đã tổ chức những trại hè dưới nhiều hình thức. Tùy từng độ tuổi khác nhau của trẻ mà phụ huynh hoàn toàn có thể lựa chọn loại hình trại hè phù hợp. Đây là một buổi học tại lớp học trại hè ngoại trú dành cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi của trung tâm kỹ năng sống CTS. Tại trại hè này, học sinh sẽ tham gia học trong 6 ngày, mỗi ngày từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tại đây trẻ được dạy nhiều kỹ năng cơ bản như gấp quần áo, buộc dây giày và một số hoạt động trải nghiệm phù hợp lứa tuổi. Còn đây là buổi đầu tiên của chương trình trại hè thiếu nhi xuất chúng tổ chức tại trường Đại học Thủy lợi. Trại hè này là trại hè nội trú dành cho các trẻ từ 10 tuổi trở lên. Trẻ em sẽ được tham gia trọn vẹn 6 ngày 5 đêm, không được sử dụng điện thoại, không có thiết bị điện tử, cách xa gia đình. Trẻ phải hoàn toàn tự lập thực hiện những hoạt động cá nhân và tập thể dưới sự hướng dẫn và giám sát kỹ lưỡng của các huấn luyện viên. Mục tiêu của trại hè thì là hướng đến là cho các bạn trải nghiệm một cái cuộc sống xa bố mẹ một chút này, có thể là tự mình được tự lập này, được tự do sáng tạo này, gọi là được hiểu thêm, học thêm về những các cái kỹ năng trong cuộc sống như là kỹ năng sinh tồn, kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, các cái kỹ năng khác nữa. Đó, và ngoài ra thì các bạn có thể là được tự lập, tự rèn luyện bản thân mình. Đó, và tất cả những các cái mà trước giờ bố mẹ đã từng bao bọc này, trước giờ bố mẹ đã hướng dẫn này, thì các bạn đấy khi ở một cái môi trường như này thì các bạn đấy đã phải tự thân vận động. Ngoài các trại hè do trung tâm kỹ năng sống tổ chức, tại một số trường học cũng đã lên kế hoạch tổ chức những trại hè ngắn ngày dành cho trẻ nhỏ ngay tại khuôn viên trường với những hoạt động kỹ năng sống, kích thích sự tìm tòi và phát triển của trẻ. Các bạn về phần kỹ năng cũng như là về phần học thì các bạn sẽ được chia, theo nhóm và theo sở thích của các con. Các con thích cái bộ môn gì ấy, thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thực hiện theo cái sở thích của các con. Sẽ không áp đặt cho các con là các con phải làm, phải học cái này, phải học cái kia, hay là các con phải thực hiện cái này theo mong muốn của bố mẹ, mà đây là trên cái tinh thần tự nguyện cũng như là cái việc là tôn trọng kiến thức của các con. Thưa quý vị và các bạn,
Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu không có khái niệm nắng nóng hay mưa rét, mà điều quan trọng là làm thế nào để vừa đảm bảo tốt chất lượng các nội dung huấn luyện, vừa đảm bảo tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, ghi nhận tại các đơn vị huấn luyện chính quy thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh những ngày này. Buổi huấn luyện tại Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ A2 bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều phải có sức khỏe tốt, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Bất kể thời tiết nắng hay mưa thì công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vẫn luôn được duy trì hàng ngày. Thời gian, địa điểm huấn luyện có thể dịch chuyển nhưng khung tập và chất lượng từng nội dung, từng buổi học vẫn phải đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Chọn thao trường có bóng mát vẫn bảo đảm được nội dung huấn luyện, theo dõi nắm chắc điều kiện thời tiết hàng ngày, hàng tuần để phân chia thời gian huấn luyện làm sao cho bảo đảm trong ngày vẫn bảo đảm được nội dung và thời gian huấn luyện và bảo đảm về sức khỏe cho bộ đội. Trong suốt thời gian huấn luyện luôn có sự theo sát của lực lượng quân y, đảm bảo đầy đủ thuốc men, vật tư y tế để theo dõi chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ. Trong mùa nắng nóng, trước mỗi nội dung huấn luyện, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đều được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống và cách xử lý khi có trường hợp không may bị say nắng, say nóng. Đi thao trường là phải mang theo nước uống đầy đủ, bình đá, khăn mặt, túi chườm lạnh. Khi các đồng chí mà không may bị say nắng, say nóng thì chúng ta có biện pháp cấp cứu tại chỗ. Đấy là vào mùa hè huấn luyện, chúng tôi đều lên lớp cho tất cả cán bộ, chỉ huy cũng như là các chiến sĩ hiểu biết về là cách xử trí trong cái tình huống say nóng ở ngoài thao trường để cấp cứu các cái trường hợp chiến không may bị say nắng, say nóng xảy ra ở trong khi huấn luyện. Cùng với việc tăng cường rèn luyện thể lực cho bộ đội trên các thao trường bãi tập nhằm nâng cao sự dẻo dai thích nghi với mọi điều kiện thời tiết, chỉ huy các cấp thường xuyên nghiên cứu quy hoạch thao trường, doanh trại hợp lý, nhà ở thoáng mát đảm bảo sức khỏe cho bộ đội sau giờ huấn luyện. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, mặc dù cường độ huấn luyện cao, song đơn vị không để xảy ra hiện tượng bộ đội say nắng, say nóng trong quá trình huấn luyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành các biện pháp để phòng chống nắng nóng trong mùa huấn luyện, nhất là các đơn vị mà huấn luyện ở cường độ cao, căn cứ vào tình hình, điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè để có cái biện pháp như thay đổi cái khung giờ huấn luyện và quan tâm đến điều kiện ăn ở sinh hoạt của bộ đội, làm sao bảo đảm bộ đội có được sức khỏe bền bỉ và dẻo dai. Nhờ đồng bộ nhiều biện pháp cách làm hiệu quả nên dù thời tiết nắng nóng kéo dài, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh vẫn đảm bảo tốt sức khỏe để huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trận mưa lớn kèm gió to tối qua khiến gần 40 cây xanh bị gãy đổ trên một số tuyến đường ở thành phố Hưng Yên. Hiện cơ quan chức năng đã khắc phục tình trạng này. Một số đoạn đường có nhiều cây bị đổ bật gốc là khu vực Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ chợ gạo xuống tới dốc suối với khoảng 25 cây sấu bằng lăng bị đổ. Đường Bắc Đại học Phố Hiến có 11 cây bị đổ bị nghiêng. Đường Phạm Ngọc Thạch cũng có cây đổ khiến một số biển quảng cáo bị xô nghiêng. Các cây bị đổ hầu hết là cây to đã được trồng từ cách đây hàng chục năm. Ngay trong sáng nay 17 tháng 6, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã huy động nhân lực tiến hành thu dọn và xử lý. Các cây đổ được cắt tỉa và chống chỉnh lại. Cây đổ gãy không có khả năng sống thì thu dọn. Dự kiến việc thu dọn cây xanh sẽ được tiến hành xong trong ngày 17 tháng 6, trả lại đường thông hè thoáng cho người dân thành phố. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, vừa qua, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào tiến hành tổng kiểm tra, rà soát xử lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 106 trên 121 cơ sở thu mua phế liệu. Qua kiểm tra, đã phát hiện 106 trên 106 cơ sở còn tồn tại vi phạm về công tác quản lý sử dụng điện, như hệ thống dây dẫn được treo trên các vách tôn không được bọc ống ren. Các dây cấp nguồn cho các hệ thống máy cắt, máy mài nhỏ không đảm bảo vận hành, dễ xảy ra quá tải, gây chập cháy. 6 trên 6 cơ sở có họng nước chờ chữa cháy và có máy bơm chữa cháy. Đa số các cơ sở được kiểm tra đều chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan như hợp đồng vận chuyển, xử lý các loại chất thải, không có các công trình xử lý chất thải khí thải. Có 2 trên 106 cơ sở có đề án cam kết bảo vệ môi trường. Các cơ sở để kiểm tra xây dựng các nhà xưởng để phục vụ hoạt động thu mua, sản xuất, tái chế phế liệu đều vi phạm quy định về luật đất đai. Qua kiểm tra, đã yêu cầu
106 trên 106 cơ sở sản xuất, sơ chế, tái chế phế liệu nhựa tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại vi phạm liên quan đến từng lĩnh vực. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.